Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Căn cứ công văn số 94/SGDDTGDTRHGDTX ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật và ngày hội STEAM cấp tỉnh năm học 2022-2023 nhằm chuẩn bị tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp năm học 2022-2023. Hội đồng khoa học trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học và sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường. Đến với cuộc thi năm nay có 7 sản phẩm tham gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học xã hội hành vi, hệ thống nhúng, kỹ thuật nuôi trồng và môi trường, phần mềm hệ thống. Và sau đây là video mà chúng tôi ghi nhận được trong lúc diễn ra hội thi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rác thải nhựa đây là một cái vấn đề được mọi người rất là quan tâm, và không những trong nó không chỉ là có nhiều ở trong trường của chúng ta mà còn theo thống kê của Liên Hợp Quốc thì nó cũng có rất là nhiều. Và sau đó thì chúng em đặt ra câu hỏi là rác thải nhựa dùng một lần nó có tác hại như thế nào đối với con người và cuộc sống hiện tại. Rác thải nhựa sử dụng một lần là rác thải là từ nhựa và chỉ một cách sử dụng một lần sau đó là bỏ. Nó có tác hại đối với sức khỏe của con người là khi những cái nó được và tái chế thì những ví dụ như nó thô nhiễm và thức ăn đó thì sẽ lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, làm cho chúng ta sẽ bị ung thư. Và khi mà những cái hộp nhựa được thức ăn đó mà đạt tới 100 độ C, khi nào mà nó bị nóng lên là nó sẽ sản sinh ra một chất là monostyrene, là cái chất đó là khi mà thấm sâu và trong cơ thể con người ngày qua ngày thì nó sẽ dẫn đến hoặc là mất cân bằng hóc môn. Và tiếp theo đó, nó không những vậy mà nó còn gây ảnh hưởng tới môi trường. Thì hiện tại bây giờ các giải pháp mà để xử lý rác thải nhựa sử dụng lần đó chính là chúng ta chôn vùi. Mà chôn vùi thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới kết cấu của đất, làm cho đất không thể giữ được nước, ảnh hưởng tới xói mòn, sạt lở, cây trồng sẽ bị chết. Tiếp theo đó, qua những cái đó thì chúng em rất là băn khoăn là giải pháp nào sẽ phù hợp để hạn chế rác thải nhựa dùng một lần ở trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Và chúng em sẽ đưa ra hai phương pháp nghiên cứu, đó là phương pháp quan sát và thu thập số liệu. Và chúng em quan sát bằng cách chúng em sẽ đưa ra cái phiếu khảo sát cho chúng em làm 1.300 phiếu khảo sát đưa cho các bạn. Và ngoài ra thì sẽ có những cuộc phỏng vấn theo từng nhóm nhỏ dạ đây ạ. Và sau khi phỏng vấn thì chúng em sẽ được cái bản đồ số liệu như thế này, và có thể thấy là rác thải nhựa sử dụng một lần là rất là cao, nó đạt tới hơn 80% lần, nó đạt hơn 80%. Và rác hữu cơ thì nó chỉ có hơn 10%, chưa tới 20% hơn. Và các bạn sử dụng sản phẩm, những bạn mà không sử dụng sản phẩm rác thải nhựa sử dụng một lần là rất là ít, chỉ có hơn 0% một tí xíu thôi, nó chưa tới 5% nữa. Và những cái người mà sử dụng một sản phẩm thì nó lên tới khoảng 50%. Và sau các cách các bạn xử lý là các bạn bỏ, đa số các bạn đều bỏ vào thùng rác, và thùng rác ở đây là thùng rác chung, thùng rác cho tất cả các loại rác là đạt tới 90%. Và những bạn bỏ vào hộp vàng thì chiếm khoảng tầm gần 50%. Và tại vì sao các bạn lại sử dụng cái rác thải nhựa sử dụng một lần đó, là tại vì đa số các bạn là không biết được cái tác hại của nó đối với sức khỏe của con người và đối với môi trường là như thế nào. Và sau đó là chúng em đưa ra giải pháp là gồm có 6 giải pháp: tuyên truyền sử dụng sản phẩm thay thế, phân loại rác, tạo một diễn đàn Facebook, phối hợp và thực hiện mô hình để hạn chế. Và từng bước là đầu tiên là đến với giải pháp tuyên truyền. Đây là một giải pháp không mới, nó đã có rất là lâu rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận được các hiệu quả mà nó đạt được. Và sau khi tuyên truyền thì các bạn hưởng ứng rất là tích cực. Đây là những cái chậu hoa đây ạ, là
là các bạn đã làm từ cái chai nhựa, xong các bạn đã cắt thành những cái hình chiếc lá và các bạn nung lên, các bạn kết dính lại với nhau và các bạn dính đèn, đứng dính đèn rất là đẹp. Và cái này nó cũng rất là tiện dụng nữa, không chỉ như vậy mà cái này các bạn đã làm từ những cái bọc ni lông rồi các bạn đó cắt xong rồi các bạn đó cũng tạo lại, nó là đẹp, rất là dễ thương. Cái này không có tốn bao nhiêu tiền hết, giá thành nó rất là rẻ, các bạn chỉ cần bỏ công ra làm thôi. Và có thể chúng ta trưng bày ở trong nhà, trưng bày ở trong lớp học của trên bàn giáo viên, hoặc là các bạn trưng bày trong nhà Tết cũng được. Sao tổ chức thi làm là đồ này với bớt đây là bức tranh đêm này sao của họa sĩ Hà Lan. Các bạn đã mô phỏng lại cái bức tranh này bằng đây là những cái ống hút nhựa, các bạn đã cắt nhỏ ra xong các bạn mô phỏng từ những cái đó, đây là sức sáng tạo của các bạn. Không những vậy, các bạn đã còn tạo có những tập thơ bảo vệ môi trường và các bạn đó làm cái poster để nêu cao tinh thần cổ vũ phong trào. Hút mà sao mới không vậy? Mua nữa. Dạ đây. Rất là nhiều tập thơ. Và không những vậy thì các bạn còn vẽ tranh, cái nó không những là vẽ tranh trên giấy album lớn mà các bạn còn vẽ trong giấy nhỏ. Và trong đây có một tác phẩm. Tác phẩm thiết kế thời trang. Và bạn đã dùng ở trên cái chai nước uống Aquafina, bạn đã cắt cái nhãn và bạn đã đứng lên. Dạ. Và đây là các bạn sử dụng các đồ uống này là cái ly thủy tinh, cái bình thủy tinh hoặc là cái bình giữ nhiệt thay thế cho chai nhựa sử dụng một lần. Là ban đầu các bạn sử dụng thì em nhận thấy là các bạn có sự e ngại, tại vì các bạn cảm thấy nó là một sự rất hiệu phúc, để trước giờ mình đã quen sử dụng cái đó, bây giờ lại có các bạn mang theo thì các bạn cảm thấy e ngại, nhưng mà về sau thì các bạn lại thích thú nó và xem nó là một điều không thể thiếu trong mỗi ngày đi học. Không những vậy thì các bạn còn thực hiện là các bạn sẽ phân loại mô hình rác ở trong lớp học, là phân ra rác loại rác sử dụng một lần, rác hữu cơ và các loại rác khác. Và cái điểm mới trong cái nghiên cứu của tụi em là tụi em tạo ra một diễn đàn Facebook. Em chọn các mạng xã hội Facebook thay vì Zalo, tại vì những bạn học sinh hiện nay rất cái thời gian mà các bạn sử dụng Facebook á, nó sẽ nhiều hơn Zalo. Zalo bình thường các bạn chỉ dùng để học tập hoặc trao đổi công việc gì đó thôi, còn thời gian giải trí của các bạn là đa số các bạn dùng nền tảng Facebook chứ không phải là Zalo. Và Facebook này là nó công khai, nó có thể tiếp cận được rất nhiều người, và hiện tại cái nhóm của em nó đã đạt tới 225 thành viên và nó có thể tăng hơn nữa. Không những vậy, nhóm của em các bài đăng á, nó còn tiếp cận được tới 3.345 học sinh, 45 người, tức là các bạn sau mỗi lần các bạn chia sẻ ra thì nó sẽ càng rộng rãi hơn, phải nhiều người thấy hơn, là nó đã hiện tới là 3.345 người và nó sẽ còn tăng hơn nữa ra các mô hình này được nhân rộng ra. Tiếp đến là phối hợp với các bộ phận trong nhà trường, ví dụ như là giám thị hoặc là đoàn thanh niên để tổ chức những các cuộc phân loại rác thải, và từ cái này chúng ta có thể tái chế lại. Tiếp đến là thực nghiệm mô hình hãy hạn chế rác thải nhựa dùng lần trong trường học, là em thực nghiệm trên 3 lớp là 12-11A1 và 12A11. Đây là các thầy cô có thể thấy là các bạn đang làm ngôi nhà bằng hút và đây là thành phẩm của các bạn. Đây là thành phẩm của bạn làm và giờ ra chơi. Các bạn hãy thấy là các bạn hưởng phong trào này rất là tốt. Các bạn rất hăng hái để xem, để thực hiện. Các bạn thả sức đam mê của mình. Và sau khi những giải pháp này chính là các bạn học sinh trong trường học của chúng ta có rất là nhiều tài năng. Các bạn đã thử sáng tác kho hàng và các bạn
rồi các bạn tái chế những đồ, các thầy cô thành thấy trên đây rất là đẹp, rất là sinh động. Những đồ vật chúng ta có thay vì là chúng ta xài một lần chúng ta bỏ đi thì bây giờ các bạn đã tái chế thành những đồ vật có thể sử dụng lại. Và tiếp đến là kết quả thực nghiệm. Trước khi thực nghiệm thì rác thải nhựa sử dụng một lần là 84%, và sau khi thực nghiệm thì em thấy là cái rác thải nhựa sử dụng một lần này nó đã giảm thiểu xuống còn 18%. Và số học sinh tham gia lao động khi mà trước khi phát động thì em thấy là 87%, và sau khi phát động thì trước khi phát động là 34%, và sau khi phát động thì các bạn đã thực hiện được 87%. Và trước khi thực nghiệm đó, các bạn sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường thì chỉ có 4,4%, và sau khi em phát động thì các bạn sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường là tới 60%. Và đây là những sản phẩm em đã nêu cho. Tính mới, tính sáng tạo. Đây là một đề tài không mới. Người ta có câu là bình cũ rượu mới. Đây là một cái đề tài dự án không mới, nhưng mà chúng em bình thường người ta sẽ nghiên cứu cái dự án là rác thải nhựa hay là như thế nào đó, còn em không nghiên cứu dự án chung chung. Em chỉ tập trung vào một cái là rác thải nhựa sử dụng một lần, và đối tượng cụ thể của em là học sinh trung học phổ thông Vị Thanh. Các bạn đang ở lứa tuổi phát triển tâm sinh lý, các bạn đã có những tình yêu chớm nở đầu đời, em đây các bạn tài chính quá lớn lao để mua đồ tặng bạn này nọ kia, thì các bạn có thể sử dụng những cái vật liệu đã qua sử dụng và tái chế thành những cái đồ như thế này. Và trong em thấy cái trung thu mình hay tổ chức tặng đèn lồng đèn cho các bạn học sinh nghèo, thì thay vì mình mua lồng đèn rất là tốn kém, mình có thể tận dụng lại những vật dụng mà đã qua sử dụng và tặng lồng đèn.